Thưa quý vị, chiến sự tại Ukraine thì đã bước sang tháng thứ 9, kéo theo những tác động về mặt kinh tế, đặc biệt liên quan tới giá năng lượng. Chưa bao giờ các từ khóa như là an ninh năng lượng hay là chuyển dịch năng lượng xanh, năng lượng tái tạo lại xuất hiện nhiều đến như vậy trên bàn nghị sự tại các cuộc họp từ cấp độ quốc gia tới toàn cầu. Trong báo cáo mới nhất của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy có trụ sở tại Na Uy, lần đầu tiên trong lịch sử, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo đã vượt các dự án đầu tư vào dầu mỏ và khí đốt trong năm 2022 này. Cụ thể thì nguồn vốn đầu tư được rót vào các dự án năng lượng tái tạo đã tăng lên đáng kể, đạt 494 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, vượt xa mức đầu tư 446 tỷ đô la vào các hoạt động thăm dò, khoan và khai thác dầu khí. Rystad Energy cho rằng việc giá điện ngày một gia tăng sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn của các dự án năng lượng tái tạo xuống chỉ còn 12 tháng hoặc thậm chí là ít hơn tại một số quốc gia như là Đức, Pháp, Italia và Anh. Và khi mà giá khí đốt leo thang do Nga cắt nguồn cung sang thị trường châu Âu đã khiến cho giá điện bán buôn có thời điểm tại lục địa giả tăng gấp 10 lần. Hệ quả là hóa đơn năng lượng của EU dự kiến sẽ phải tăng thêm tới 2.000 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2023, tức là chỉ năm sau thôi. Vâng, rõ ràng là lúc này tại châu Âu thì vấn đề về năng lượng đang là bài toán đau đầu khi mà mùa đông đang đến rất gần rồi. Khí đốt sưởi ấm vừa đắt mà lại vừa thiếu nữa. VTV Money thì đã phản ánh nhiều nước đã đưa ra cảnh báo thiếu điện hay là cắt điện luân phiên. Chuyển dịch năng lượng xanh sẽ là một cái giải pháp quan trọng mà tính chiến lược đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Thời điểm này thì đúng là EU phải thực hiện đó là chiến lược cai bầu sữa năng lượng từ Nga. Ở cấp độ toàn liên minh thì chuyển dịch năng lượng tái tạo sẽ là chính sách càng phải được ưu tiên hàng đầu. Và để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Lê Hồng Quang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu để tìm hiểu rõ hơn về sự chuyển dịch năng lượng này tại châu Âu. Xin chào anh Lê Hồng Quang ạ. Ở cấp độ liên minh thì châu Âu đã và đang có những chiến lược gì để hỗ trợ 27 nước thành viên đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn thưa anh? Thì suốt từ 20 năm nay thì cái cơ chế tính giá điện bán buôn ở châu Âu thì đã được thiết kế theo cái hướng là thúc đẩy đầu tư vào các nguồn năng lượng bền vững rồi. Phong điện và quang điện thì đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua và tăng tốc mạnh mẽ kể từ đầu năm nay trước nhu cầu tự chủ năng lượng. Thì cho tới tháng trước ấy, thì điện năng được sản xuất từ sức gió và mặt trời tại Liên minh châu Âu đã chiếm tới 1/4 tổng sản lượng điện. Còn nếu tính tất cả các nguồn năng lượng sạch ấy, thì tỷ trọng đã vượt 37%. Thì cái lượng điện tăng thêm trong Liên minh châu Âu nhờ sức gió và mặt trời trong nửa năm trở lại đây, tức là tính từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 vừa rồi, thì đã tương đương với việc tiết kiệm được 99 tỷ euro nhập khẩu khí đốt. Vâng, tiết kiệm được 99 tỷ euro tiền khí đốt. Thì nhưng mà tuy nhiên thì tôi đang muốn đặt câu hỏi thứ hai, đó là vậy có những cái khó khăn gì khi mà thực hiện cái chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh hiện nay? Thưa anh. Thì các nước châu Âu tuy là họ làm chủ được cái công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo, thế nhưng mà vẫn phải nhập khẩu một số kim loại hiếm để mà chế tạo, ví dụ như là tấm pin mặt trời hay là chế tạo một số cấu kiện trong tuốc bin gió. Cái nhu cầu phải tích trữ điện năng trong những ngày nhiều nắng, nhiều gió để mà sau đó lấy ra dùng khi mà cái sản lượng giảm ấy, thì cũng vẫn phải lệ thuộc vào bên ngoài, do việc là chế tạo các cái hệ thống lưu trữ điện thì cũng cần đến những nguyên liệu mà châu Âu không có. Thế những cái vấn đề đó đã được thảo luận rất là nhiều trong những tháng qua. Thế cùng lúc với những nỗ lực đầu tư vào các nguồn năng lượng mới mà châu Âu có thể tự chủ hoàn toàn như là thủy điện, điện địa nhiệt hay là thủy triều, thì đó cũng là những cái nguồn năng lượng tái tạo không phát thải khí dioxide carbon. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ phóng viên Lê Hồng Quang từ châu Âu ạ. Quá trình chuyển dịch năng lượng từ nâu sang xanh thì cũng đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể tại khu vực ASEAN và Việt Nam là một trong 10 quốc gia thành viên. Số liệu mới nhất cho thấy là 40% năng lượng tại ASEAN là nhập khẩu, chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt và than đá. Do vậy, giá năng lượng cao thì cũng đã có những cái tác động tới nhiều nền kinh tế. Chuyển đổi năng lượng sạch tất yếu sẽ trở thành xu hướng mạnh mẽ khi mà nhu cầu năng lượng tại ASEAN dự báo là sẽ tiếp tục gia tăng khi đây là trung tâm sản xuất của cả thế giới hiện nay. Ở cấp độ toàn khu vực thì ASEAN đã đặt mục tiêu là đảm bảo 23% nguồn năng lượng sơ cấp sẽ đến từ năng lượng tái tạo vào năm 2025. Còn theo cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, đến năm 2050 thì các quốc gia Đông Nam Á có thể giảm tới 160 tỷ đô la Mỹ chi phí năng lượng nhờ chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo. Và hiện nay thì cả khu vực đang tăng tốc để chuyển đổi xanh. Việt Nam đang vươn lên dẫn đầu khối ASEAN về quy mô và tỷ lệ điện gió, điện mặt trời với hơn 27% tổng công suất phát điện.
Năm 2021, Việt Nam trở thành nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 10 trên thế giới và là thị trường lớn thứ 3 toàn cầu về lắp đặt công suất điện gió ngoài khơi mới, chỉ sau Trung Quốc và Vương quốc Anh. Đối với điện gió ngoài khơi, Việt Nam có tiềm năng lớn nhất ở châu Á. Việt Nam cũng có nền kinh tế phát triển nhanh, đồng nghĩa với việc nhu cầu điện năng cũng sẽ tăng. Điều này khiến cho Việt Nam trở thành một nơi hấp dẫn cho đầu tư năng lượng điện gió. Hiện công suất lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo tại Thái Lan đạt mức trên 15 GW, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng điện năng của nước này và dự báo có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2030. Đây là dự án đầu tiên và lớn nhất thế giới kết hợp thủy điện và điện mặt trời. Ở đây có 144.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt, diện tích tương đương 70 sân bóng đá. Trong khi đó, Malaysia cũng đặt mục tiêu đưa công suất lắp đặt năng lượng tái tạo lên mức 18.000 MW và chiếm 40% tổng công suất điện vào năm 2035. Nước này cũng đang lập kế hoạch xây dựng 3 hòn đảo sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo. Một mục tiêu quan trọng của Indonesia, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới hiện nay, là giảm dần phụ thuộc và tiến tới loại bỏ điện than, vốn đang chiếm tới 60% nguồn cung cấp điện năng của nước này. Chúng tôi sẽ loại bỏ điện than sớm hơn, có thể là vào năm 2040. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi cần có kinh phí và tăng năng suất năng lượng tái tạo. Các nhà máy điện than yêu cầu phải giảm 35% lượng khí thải trong vòng 10 năm và chỉ được cấp phép tới năm 2050. Nước này cũng ban bố quy định mới về đánh thuế carbon, cũng như siết chặt việc khai thác và xuất khẩu than đá để giảm phát thải nhà kính. Vâng, trước những diễn biến khó lường trên thị trường năng lượng hiện nay thì đã và đang sẽ khiến cho nhiều nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nhập khẩu xăng dầu khí đốt càng phải coi chuyển dịch năng lượng xanh là một ưu tiên sống còn. Sản lượng điện gió và điện mặt trời tăng kỷ lục trong 6 tháng qua là một minh chứng cho xu hướng này. Các chuyên gia thì cho rằng là trật tự năng lượng mới hiện nay về ngắn hạn có thể nghiêng về những quốc gia sở hữu nhiều nhiên liệu hóa thạch, song trong dài hạn thì chinh phục công nghệ về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo mới là những người chiến thắng cuối cùng.